Vâng, em xin chào các bác nhá. Em tiếp tục đây lên cho các bác. Ở đây là một cái con cục giải mã của Onkyo. Nó là cái con FLN7 NX, phục vụ những bác nào mà thích những cái dòng máy đời cao nhá. Hàng đẹp. Đấy, hàng đẹp. Đấy. Onkyo FLN7 NX đây, hàng đẹp, rất đẹp có thể không? Đấy. Mặt mũi các thứ nhá, gần như là còn rất là đẹp này. Còn tất nhiên cái việc mà đây nó là hàng đã qua sử dụng thì nó có một vài vết nọ vết kia một xíu thì nó không tránh 100%, nhưng con này thì còn rất là ok nhá. Để các bác thấy này à, nhá. Onkyo FLN7 tới với công suất của cục máy là 60W điện 100V. Đấy, con này vừa làm công suất được, vừa làm giải mã được các bác nhá. Về ghép đôi bát khoảng 14 đổ về là rất ok nhá. Đây, có thể cắm điện thoại máy tính qua đường tiếp in hoặc là đường video in từ dưới. Đấy, nhá. Đường quang thì cắm đường quang TV thì cắm ở đây. Đấy, bọn này có cả thớt CDMD đấy, mà cái này thì thôi em không bao nhá, bởi vì là cái này là nói thẳng ra thì là cái bọn này là nó cũng nâu rồi. Đấy. Về thì có sẽ có những lúc mà nó đọc có lúc không thì rất là bình thường. Đấy là các cái này thì nó liên quan đến cái đĩa của các bác mắt xịn hay không nữa, nên là em không biết được. Đấy. Nên về test được thì dùng, không được thì tôi bỏ nhá. Đấy, em bán chủ yếu là bao chạy công suất, cắm điện thoại máy tính nghe nhạc thôi. Đấy. Đấy nhá. Đấy, ok, giờ em đang test cho các bác ở đường điện thoại đây. Muốn chuyển các đường vào để ấn input ở đây nhá, và chuyển sang một đường vào tương ứng. Như em mà cắm đường tép này thì các bác ấn chủ chuyển đúng đường tép cho em mà được này. Đấy. Máy đơn giản nhá. Em muốn nhỏ thì bạn nhỏ về, muốn to bạn to lên. Đấy, còn đây đường quang đây, các bạn input chuyển sang đường quang, gần input này, chuyển sang đường digital nhá, đốc DIG. Đấy, đường quang chạy ok chưa? Đấy, đời này thì nó còn thêm ở USB để nghe nhạc nha các bác nhá. Đấy, nếu bác nào mà thích thì cắm USB cũng được nhá. Đấy, cắm USB. Đấy. Đây, em sẽ test thêm cả USB cho các bác nhé. USB này em đang có ít nhạc trong đây rồi. Bác nào muốn dùng USB thì là bấm play USB ở đây, nó sẽ nốt bài, sau đó là có bài hát trong đây, nó đọc được những cái file nào trong này, nó sẽ phát nhạc ở đây. À, như các bác thấy này. Nha. Đêm buồn tỉnh mẹ. Đấy, ok. Đường quang chạy ok, đường điện thoại chạy ok, USB chạy ok nhá. CD ở đây thì thôi nhá. Đấy, CD thì vẫn thấy ra vào đĩa đây. Đấy. MD thì không có đĩa ở trong này nên là tôi không biết nói không nhá. Đấy. Ok, Onkyo N7 NX nhá. Thì con này giá của nó em bán theo cái giá coi như là không CD nhá. Đấy, bình thường đó con này đấy, nhưng mà bao chạy cả CDMD các kiểu thì nó rơi vào khoảng tầm 2.500.000 con máy này. Thì hôm nay con máy mà em bán theo giá coi như không CD không MD nhá, là 1.850.000 đồng. Bác nào mua Android em nhá. Vâng, xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhá. Vâng, xin chào mọi người.